Hệ thống này kinh đấy anh à? Cùng một cốt à? Một cốt nhá. Đây. À chiến đấy. Cái con này mà sang tên là bao tiền đấy? Đấy. 18. Mười tám đồng. Ghê đấy. Có hai cánh đại nhưng mất khó mất bỏ cũng mua rồi. Đường Trường. Hôm vừa rồi ông gì Thái Bình ông có xuống nhà anh không? Ai nhỉ? Ông mà ông cứ gọi hỏi anh ở trong cái hội Vũ Thư gì đấy. Ông lại không biết nhà, ông có hỏi số. Dạ. Mấy phải con bồ tạc không? Dạ vâng. Dạ. Mày biết bác là ai không? Cháu nhìn quen quen rồi không nhớ. Ra đây. Dạ. Ra đây, ra đây. Cháu đang bận tí. Cháu vào đây uống nước. Dạ. Chờ cháu tí, cháu đang rửa tay tí. Đấy là có không? Chắc có người quen. Vừa nãy đang ấy lại có người nhà. Đang quay phim lại có người nhà ra. Giờ mới lại ra được. À có 2 cây thôi mà. 2 cây. Con này nhiều tiền không anh? Cứ báo giá ông anh nào anh em nào thích thì lấy. 8 triệu. Con này làm lề một thể đi cho nó. Làm một thể đi để tí nữa đỡ phải hỏi anh nhiều. Đấy, 2,5 triệu. Này là cứ một loạt đi. Xi này, tí nữa sẽ. Con này 1,8 triệu. Con này 5 triệu. 5 triệu. 2,5 triệu. Lúc đề này bao nhiêu? Đề là 4 triệu. Triệu. Đấy làm loạt. Đây con này. Vâng. Cầm thi. Thấy bao nhiêu? Thi của Trung Châu kia. Cầm thi. Đấy, còn con này. Con cao bên đây 4 triệu. 4 triệu. Con cổ này. Quê 8 triệu. 8 triệu. Đấy, con đang tỉa này. Con đang tỉa này là 5 triệu. Rồi, hay quá. Rất ngon bổ rẻ, có mấy chục triệu là cây cá mà sân hay cây. Quá, con là hán kia thì chắc là đông tiền hơn chục. 16. Rồi, con này vừa bảo là con này 18 này. Còn đây, con này tính 7,5 triệu. À, hay quá. Rồi, ok. Để em đi chi tiết từng cây, cứ tỉa đấy nhá. Đấy, bắt đầu đi lại từ đầu đi. Cầm thị đẹp đấy. Lá nhỏ, thân sẫm. Có hoa có quả, con trai có hoa có quả. Ngọc vườn. Ui, giao dịch xong rồi. Quay xong rồi mới đi mua nhá. Ui giời. Tí nó sang đấy nữa. Chưa đi hết vòng chưa mua được. Xong việc thì mới mua được. Đấy, xanh cổ đấy. Hồi đấy báo giá rồi chả nhớ nữa đâu. Giờ không nhớ nữa đâu. Lộc vừng. Lộc vừng hay này. Cũng thả nước hết rồi. Kỹ hết rồi. Đây. Cổ bể đá cổ này. Bể đá cổ. Cái bể đá này cũng
cổ ở đây. Đi được. Đấy, hoạt kỳ của Trương. Bồ đề. Bồ đề nó ổn đấy, không phải tệ đâu. Về nó hay đấy. Tất nhiên về cắt làm phôi. Rồi cái cốt rất hay. Rồi cốt hay. Cốt hay này, cả làm phôi. Đấy. Đấy, rất là nhiều cây. Còn các loại này thì nó đầm đôi triệu. Nay về làm cái tiểu cảnh thì quá tuyệt vời nhỉ. Yeah. Hay gang này đi thì tuyệt vời. Vâng. Lại cây nghệ thuật đấy. Tin sau mang là một con đúng nghệ thuật. Đấy, đất bay. Song siêu này là chiếu thủy này quá hay. Có cái làn nước mỏng dưới nữa. Ôi giời. Có đất đâu? Vâng. Bao nhiêu năm và dằm rất dày rồi, dằm rất đẹp rồi. Đấy, giá rất hợp lý. Vừa nãy thấy bảo bao nhiêu em quên mất. 5 triệu. Rất la đà, dằm riết, rất la đà. Đấy, quá già. Từ cái hàng mỏng, cái hàng nó dài hơn đang này một chút. Này chiếu thủy xuống. Vâng. Chiếu thủy xuống. Là một làn nước mỏng ở đây. Nếu mà có tiền mà đầu tư để làm cái khay đá xanh đặt mỏng dính, là cái thuyền để làn nước mỏng, thuyền nhấc đi nhấc lại được. Đó hay. Kiểu vậy. Đầu tư vào cái là lại khác giá trị ngay. Quần này là rẻ thế mà hay. Chỉ việc chơi nét mê nét. Đấy. La Hán. La Hán hơn chục. Là hắn ra. Đấy. Con này về thiết kế. Cái thiết kế lại thì tuyệt vời. Đừng có quan trọng về dáng cái luật của cây này cho lắm, nó là cây nghệ thuật. Dăm hay là thời gian cái tuổi tác của nó là giá nó hợp lý. Đã hợp lý. Đấy. Một cảnh phóng chiếu thủy rất là hay.
bông đỡ đây. Quay đi ba ơi. Rất là hay, một cây rất là hay. Cốt đề hay đấy. Xanh cổ rất già, mốc trắng thân này, mốc trắng thân này. Trắng thân vào rồi. Đấy, vừa nãy bảo cốt đề hay đấy. Làm rất lâu, lâu gấp đôi gấp ba là xanh. Xanh, chính xanh là dễ nhất. Đường cây đề quý khó. Vâng, thế khó thì lại có giá. Mà giá cái này cũng không phải cao. Vâng. Rất sạch sẽ. All right.